Ông một số bà mẹ có quan điểm rằng cha mẹ lùn thì con không thể là cao thêm được. Thì như chúng ta đã biết thì di truyền hay là yếu tố gen chỉ ảnh hưởng 23% đến chiều cao của trẻ mà thôi. Và 70% còn lại là do yếu tố dinh dưỡng, yếu tố vận động, yếu tố nghỉ ngơi, do tư thế của trẻ. Thì bởi vậy cha mẹ lùn thì con vẫn có thể cao như thường. Một quan điểm thứ hai á, thì nhiều bà mẹ cho rằng sữa chỉ dành cho mấy bé nhỏ thôi, còn mấy bé lớn thì không cần. Thì không phải như vậy. Sữa là một nguồn dinh dưỡng rất tốt cho trẻ, có thể bổ sung cho trẻ canxi và các khoáng chất cần thiết. Và sữa là một nguồn dinh dưỡng rất dễ hấp thu. Thì tôi xin kết luận rằng sữa dành cho mọi lứa tuổi, không chỉ trẻ con mà cả trẻ lớn và người lớn đều uống được. Một quan niệm sai lầm nữa là các bà mẹ rất sợ con mình lùn, vì thế là cứ mua sản phẩm, thấy sản phẩm nào quảng cáo ngoài thị trường giúp cho trẻ tăng trưởng tốt là cứ mua cho trẻ uống, mà không rõ liều lượng, không rõ nguồn gốc. Thì tôi xin nhắc nhẹ rằng các mẹ nên hỏi ý kiến của bác sĩ, hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi cho trẻ sử dụng các sản phẩm tăng trưởng chiều cao.